kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả cùng đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng." Nhằm khích lệ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Nhiều học giả nước ngoài đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước, đặc biệt là những kết quả đáng khâm phục trong công cuộc đổi mới. Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm chúc Tết lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Cần Thơ, nhiều sản phẩm du lịch độc đáo mới lạ phục vụ khách du xuân dịp Tết Giáp Thìn. Thưa quý khán giả, trong không khí đón chào năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 cũng là dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng." Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu một số nội dung chính yếu trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư. Nhìn lại chặng đường lịch sử từ năm 1930, lúc Đảng ra đời, tới năm 1975 khi đất nước thống nhất, Tổng Bí thư khẳng định: "Chúng ta tự hào, tin tưởng và biết ơn sâu sắc Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại đã luôn luôn sáng suốt lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi vang dội này đến thắng lợi vang dội khác, trong đó tiến hành thắng lợi của cách mạng tháng 8 long trời lở đất, đưa nước ta ra khỏi ách nô lệ của thực dân đế quốc vào năm 1945, trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, kết thúc bằng Hiệp định Geneva, và thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, vừa đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ trên không và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử." Theo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau khi thống nhất, đất nước đối mặt với hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh. Trước những yêu cầu đổi mới của phát triển đất nước, Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng tháng 12 năm 1986, trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình đất nước, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, đổi mới tư duy, đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển đất nước. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh công cuộc đổi mới, trong đó có việc phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp cho đất nước trong gần 40 năm qua, góp phần làm cho đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Khẳng định tư tưởng tự hào tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, song Tổng Bí thư cũng lưu ý, bên cạnh thời cơ thuận lợi, đất nước đang đối mặt nhiều khó khăn thách thức, chúng ta cần phải bình tâm, suy xét và nhận rõ để đề ra các chủ trương chính sách phù hợp. Người đứng đầu cao nhất của Đảng còn chỉ dẫn cụ thể trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Nếu thực hiện có hiệu quả, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng phồn vinh dân tộc mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, trong mọi công việc của Đảng và nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc. Mọi chủ trương chính sách phải lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Bài viết cũng nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt, trong đó thể hiện quan điểm nhất quán, xuyên suốt, quyết tâm mạnh mẽ và sáng tạo của người đứng đầu Đảng ta về vai trò của văn hóa trong tiến trình phát triển đất nước. Cùng với đó phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng quy hoạch và công tác cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là công tác quy hoạch và công tác cán bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư khẳng định, tự hào về Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam dâng hiến và anh hùng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, dâng hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo quận Bình Thủy đã đến viếng dâng hương tại di tích Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang. Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng có giá trị lịch sử, đã đặt nền tảng đầu tiên, là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đảng bộ và phong trào cách mạng ở các tỉnh miền Hậu Giang. Năm 1991, Bộ Văn hóa Thông tin công nhận cơ quan Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang là di tích lịch sử cấp quốc gia. Tại lễ viếng, lãnh đạo quận Bình Thủy dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và đồng chí Châu Văn Liêm, chiến sĩ cách mạng dũng cảm, tấm gương kiên trung bất khuất. Trước đó, lãnh đạo quận Bình Thủy, Ninh Kiều và huyện Phong Điền đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền. Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết 05 của huyện ủy Cờ Đỏ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thực hiện đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đến Đông Hiệp trong những ngày này, càng thấy rõ sự thay da đổi thịt của một xã ngoại thành của huyện Cờ Đỏ. Đường xá được mở rộng, cảnh quan môi trường khang trang sạch đẹp, nhiều công trình trụ sở, nhà văn hóa, cầu đường giao thông nông thôn được đầu tư xây mới. Kênh Thầy Tám thì hiện nay cũng chưa có đèn chiếu sáng. Đoàn cũng đã chủ động liên hệ với các đơn vị tài trợ, thì trong đó có đoàn khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ, hội cựu chiến binh khối thì cũng đã hỗ trợ cho đơn vị là 40 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời để thực hiện công trình tiến đèn chiếu sáng để thắp sáng cho bà con đi lại thuận tiện hơn, nhất là vào ban đêm. Quá trình thực hiện trong thời gian qua thì hầu hết các chi bộ trực thuộc đảng bộ Đông Hiệp đều thực hiện tốt cái kế hoạch việc thực hiện nghị quyết 05 của ủy. Và đến thời điểm này Đông Hiệp đã hoàn thành 8/8 tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu và đã được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Ở xã Thới Xuân, năm qua dưới sự đoàn kết quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã thực hiện đạt tất cả 14 chỉ tiêu đảng ủy đề ra, đặc biệt là công tác giảm nghèo, góp phần giảm số hộ nghèo toàn xã hiện nay xuống còn 2 hộ và 16 hộ cận nghèo. Tôi là tổ trưởng của tổ dây vốn bên đồng bào dân tộc, cùng thì như hàng tháng cũng đi vận động chị em là tạo công ăn việc làm, như là chăn nuôi heo rồi trồng trọt thêm, rồi ở không thì như là lãnh đều về cạo, rồi đang thảm lục bình á, đó là cho chị em có thu nhập hàng ngày đang nâng cao cuộc sống. Đối với đơn vị xã Thới Xuân thì phần lớn là người dân tộc Khmer, thì đất sản xuất thì ít nhưng mà bà con chủ yếu là đi làm ăn xa làm công. Nhưng mà đảng ủy thì ở đây chúng tôi cũng có cái chỉ đạo là làm sao để mà tạo công ăn việc làm tại địa phương để giúp cho các cái hộ lao động của người dân thì có việc làm tại địa phương, rồi bằng với nhiều hình thức, bằng các cái nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội để mà tạo vốn cho bà con là phát triển sản xuất, tiến bộ khoa học kỹ thuật để bà con áp dụng vào trong cái sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thực hiện nghị quyết 05 qua sắp xếp kiện toàn, đến nay, huyện có 45 tổ chức cơ sở đảng với 3.289 đảng viên. Quan tâm công tác điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên nếu có dấu hiệu vi phạm, xử lý kịp thời đúng quy định. Từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đảng các cấp là hạt nhân lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, qua đánh giá tổ chức đảng, đảng viên thì tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ phải nâng lên rất là rõ nét. Thì nghị quyết thì đạt 85% trở lên, tuy nhiên thực tế thì đạt là 97,61%. Còn đối với đảng viên thì theo nghị quyết là 90%, và kết quả thì đã đạt là 96,41%. Đây là phản ánh phải nói rất là rõ nét trong cái chuyển biến về cái
nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như là sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đến nay, huyện Cờ Đỏ đã lãnh đạo thực hiện được 13 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết 05 đề ra. Năm 2024, huyện tiếp tục đề ra các nhiệm vụ giải pháp để đến cuối nhiệm kỳ thực hiện hoàn thành 15 trên 15 chỉ tiêu. Đồng thời thực hiện chủ đề năm 2024, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề để huyện Cờ Đỏ phát triển ngày càng bền vững. Chuyển sang những tin tức quan trọng khác, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cùng đoàn đến thăm chúc Tết một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đóng tại thành phố Cần Thơ và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Tim mạch thành phố. Đoàn đến Trung đoàn Phòng không Không quân trạm radar 50 đứng chân trên địa bàn phường Trà An, quận Bình Thủy và phòng 8, cục 12 thuộc Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tại các nơi đến, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Việt Trường đánh giá cao các đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương xử lý kịp thời chính xác các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các đơn vị cảm ơn lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến thăm chúc Tết đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Tim mạch thành phố, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện đã vượt qua khó khăn trong điều kiện cơ sở chật hẹp, vật tư y tế thiếu thốn. Nhưng đội ngũ thầy thuốc nơi đây đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng quà và chúc cán bộ chiến sĩ và đội ngũ y bác sĩ cùng gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia do Trung tướng Som Somat, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các sở ngành đã tiếp đoàn. Trung tướng Son Somat, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 3, bày tỏ sự biết ơn đối với lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã tạo điều kiện hỗ trợ Campuchia trong thời gian qua. Đặc biệt, các đơn vị của quân khu 3 và quân khu 9 đã có các hoạt động phối hợp như tìm hài cốt liệt sĩ, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Trung tướng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ, mong muốn tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày thêm bền chặt. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển thông tin tình hình kinh tế xã hội năm 2023, công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách của thành phố và nhiệm vụ năm 2024. Những năm qua, thành phố Cần Thơ và các cơ quan đơn vị của Campuchia đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hợp tác, thăm hỏi và hỗ trợ lẫn nhau. Ông Dương Tấn Hiển mong muốn thành phố Cần Thơ và Campuchia sẽ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Trước đó, đoàn đại biểu tỉnh Kampong Chenang, Campuchia do ông Nay Charay, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chenang làm trưởng đoàn, cũng đã đến thăm chúc Tết thành phố Cần Thơ. Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp đoàn. Ông Nay Charay, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chenang, bày tỏ tình cảm quý mến với lãnh đạo nhân dân Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, ông Nay Charay chúc lãnh đạo và nhân dân thành phố Cần Thơ năm mới an khang thịnh vượng, chúc tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền vững hơn. Ông Dương Tấn Hiển cảm ơn đoàn đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng thời thông tin sơ lược về tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, những năm qua, thành phố Cần Thơ và tỉnh Kampong Chenang có mối quan hệ rất tốt đẹp, thường xuyên tổ chức các đoàn thăm hỏi, hỗ trợ lẫn nhau. Và mong rằng trong thời gian tới, hai địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ và tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, hợp tác thương mại, góp phần vun đắp thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị của hai nước ngày càng phát triển. Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Thới Lai và tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn. Thay mặt đoàn công tác,
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chúc mừng năm mới an lành hạnh phúc đến cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quyền Thới Lai, đồng thời lưu ý các đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Dịp này, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hôm nay, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tại đây, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã thăm hỏi, gửi lời chúc bà con vui xuân ấm áp và trao tặng 500 phần quà, mỗi phần trị giá 800.000 đồng, tổng trị giá 400 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chia sẻ, phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là tình cảm, trách nhiệm của lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ninh gửi đến bà con nơi đây trong dịp Tết đến xuân về. Cũng trong sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương cùng em vui Tết cho 62 trẻ. Đây là những trẻ mồ côi do đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến hết 18 tuổi. Tại chương trình, Công an thành phố trao học bổng và nhiều phần quà Tết ý nghĩa, qua đó giúp các em thêm niềm tin, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, các em còn được tuyên truyền luật giao thông đường bộ, được tư vấn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tham gia các trò chơi dân gian. Trong 2 ngày, 1 và 2 tháng 2, Thành đoàn Cần Thơ đã tổ chức chương trình Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới tại Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Bộ binh 330, phường Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Chương trình thu hút hơn 150 đoàn viên thành phố Cần Thơ tham gia cùng với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 1 với nhiều hoạt động ý nghĩa như chúc Tết lãnh đạo Trung đoàn Bộ binh 1 và Sư đoàn Bộ binh 330, trồng cây bảo vệ môi trường tại Trung đoàn Bộ binh 1, hội thi nấu mâm cỗ ngày Tết, thiết kế thời trang tái chế bảo vệ môi trường, bàn giao công trình thanh niên, nhà nghỉ cho thân nhân chiến sĩ. Chương trình văn nghệ mừng xuân với sự phối hợp biểu diễn của tuổi trẻ thành phố Cần Thơ và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 1. Đây là hoạt động thường niên của Thành đoàn Cần Thơ vào những ngày giáp Tết nhằm tạo điều kiện để tuổi trẻ thành phố giao lưu, chia sẻ, động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Không khí vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn đang lan tỏa từ thành thị đến nông thôn. Đầu đầu cũng cờ qua rực rỡ đón chào ngày vui này. 94 mùa xuân có Đảng, niềm vui như được nhân đôi. Đường phố đầy cờ qua, khẩu hiệu mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn. Người người, nhà nhà, ai nấy càng thêm phấn khởi trước những đổi thay của đất nước, nhất là sau 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Trong đợt thi đua chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng, các địa phương đã triển khai nhiều công trình phần việc, trong đó có thi đua đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng viên mới của năm 2024. Công tác kết nạp đảng viên thì chỉ tiêu năm nay đó thì mình dự kiến là khoảng 130, thì đến giờ này cũng kết nạp khoảng 80, thì cũng cơ bản đạt theo cái tiến độ cũng như là kế hoạch. Các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chỉnh trang đô thị thì hiện nay là coi như là từ quận đến các phường thì đã chỉ đạo. Đến giờ này thì qua kiểm tra thì cơ bản là các cái ngành cũng như là các phường thì cũng đã trang hoàng. Kế đến là việc thực hiện các công trình hạng mục chào mừng. Đến đầu tháng 2 này, các quận huyện đã hoàn thành 30 công trình nâng cấp giao thông, xây dựng trụ sở và cũng đã triển khai mới 20 công trình. Cùng với đó là công tác chỉnh trang làm đẹp đô thị đón chào xuân mới. Chúng tôi cũng đang tăng cường cái công tác cắt tỉa, tạo dáng cây xanh hoa kiểng trên các cái tuyến đường, vòng xoay, rồi các cái công viên ở trên địa bàn của quận, rồi kiểm tra sửa chữa cái hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông trên các cái tuyến đường, tuyến hẻm, khu dân cư. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện đầu tư cải tạo nâng cấp cái hệ thống đèn trang trí nghệ thuật ở trên địa bàn. Đồng thời thì cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường để mà vận động các cơ quan, tổ chức, hộ dân trang trí đèn ở trên các cái tuyến đường chính trung tâm của quận. Trang trí cái đèn chiếu sáng kết hợp với cái hiệu ứng ánh sáng tuyên truyền tại 3 điểm trên địa bàn quận Bình Thủy. Tổ chức chỉnh trang đô thị, kiểm tra trật tự đô thị, xây dựng rồi chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường để đảm bảo cái cảnh mỹ quan đô thị trong cái dịp Tết. Duy tu bảo dưỡng cái các tuyến đường ở trung tâm thương mại và các tuyến đường dân sinh tại các cầu trên địa bàn, trên tuyến chánh Thốt Nốt,
cho đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Ngoài ra thì phòng quản lý đô thị cũng triển khai là sửa chữa hệ thống chiếu sáng, những đèn tín hiệu giao thông, sửa chữa trang trí đèn hoa để đảm bảo mỹ quan phục vụ Tết. Ngoài cái thực hiện ra thì tuyên truyền là vận động bà con nhân dân ở là địa phương là tích cực tham gia cùng với là địa phương do tổng vệ sinh môi trường cảnh quan, rồi cắt tỉa các cái cây xanh, rồi dọn vệ sinh là đường phố, tạo cái vẻ đẹp cảnh quan môi trường để cho bà con nhân dân đón Tết. Tự hào với truyền thống dễ dàng của Đảng, lớp lớp cán bộ đảng viên nhân dân càng thêm tin tưởng và cống hiến sức mình để góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp hơn. Thưa quý vị, sáng nay Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp bàn kế hoạch tổ chức lễ phát động thi đua giải thưởng thành tựu y khoa thành phố Cần Thơ. Tham dự có ông Nguyễn Thư Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y khoa, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức giải thưởng thành tựu y khoa thành phố Cần Thơ. Đối tượng đăng ký tham gia là các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, các trường đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn thành phố có những công trình y khoa ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật. Các công trình sản phẩm dự thi phải là công trình sản phẩm đang triển khai ứng dụng tại các cơ sở y tế mang tính khoa học, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và có thể nhân rộng, tuân thủ quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ. Cơ cấu giải thưởng gồm 10 giải A, 10 giải B, dự kiến ngày 27 tháng 2 năm 2025, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam sẽ tổ chức trao giải. Quý khán giả thân mến, như thường lệ thì cứ mỗi dịp xuân về Tết đến là không khí tại các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố lại trở nên rộn ràng và sôi động hẳn lên. Riêng Xuân Giáp Thìn năm nay thì nhiều điểm du lịch trên địa bàn đã có sự đầu tư xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo và mới lạ, đáp ứng nhu cầu du xuân thưởng ngoạn của du khách gần xa. Quý khán giả thân mến, sau lưng tôi là không gian chợ nổi được làng du lịch Mỹ Khánh tái hiện nhằm phục vụ du khách tham quan trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Hiện tại nơi đây có khoảng 20 ghe thuyền, giống như một mô hình chợ nổi thu nhỏ của miền Tây. Ngoài mô hình chợ nổi, hiện làng du lịch Mỹ Khánh còn đang khẩn trương hoàn thiện để cho ra mắt sản phẩm mới nhằm phục vụ khách du xuân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Đó là công viên sắc màu với trò chơi cảm giác mạnh mang tên Thảm trượt cầu vồng, độc đáo nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Thảm trượt có độ cao 20m, dài 160m với công suất phục vụ từ 6 đến 10 người trên một lần trượt. Công trình này thì đang thu hút giới trẻ rất là lớn. Giới trẻ sẽ vui chơi và sẽ mang lại những cái cảm nhận về giống như là một số cái cảm giác mạnh. Và một trong những cái sản phẩm đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều lần đến tới khu du lịch Mỹ Khánh, nhưng mà đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cái trò chơi mới trượt thảm này. Thì mình thật sự thấy là đây là một cái trò chơi rất là mới mẻ và cho mình cái cảm giác rất là thú vị. Mình nghĩ là đây cũng sẽ là một trong những cái trò chơi mà trong cái dịp Tết này chắc là sẽ thu hút rất là nhiều và khách tham quan khi mà đến đây trải nghiệm. Thành phố Cần Thơ hiện có trên 30 khu, điểm và dừng du lịch đang hoạt động. Trong đó có những điểm du lịch khá nổi tiếng được du khách trong và ngoài thành phố biết đến trong nhiều năm qua. Và trong dịp Tết Nguyên Đán này, hầu hết các khu điểm du lịch đều xây dựng các tiểu cảnh phim trường Tết xưa hoặc đầu tư thêm những sản phẩm du lịch mới độc đáo hấp dẫn để phục vụ khách du xuân. Trong khoảng cỡ chừng giữa tháng 1 thì chúng tôi đã hoàn thành cái sản phẩm thì với mong muốn là tái hiện lại cái không gian Tết xưa ở Nam Bộ. Thứ hai nữa là tăng thêm cái bằng trải nghiệm khi khách vào ngoài cái dịch vụ là vui chơi, giải trí, thêm bưu điên, lưu trú thì chúng tôi muốn tạo một cái điểm nhấn cho Tết Nguyên Đán năm nay. Đây là lần đầu tiên vô Cần Thơ Eco. Em thấy phong cảnh rất đẹp. Đây là năm thứ hai em ở Việt Nam. Em thấy không khí Tết rất vui và đẹp. Phong cảnh rất đẹp. Phim trường Eco này mức độ đầu tư nó rất là hoành tráng so với những chỗ khác thì nó có đầu tư chỉnh chu hơn, có nhiều bối cảnh để mà mình có thể mà tham gia lựa chọn, tạo nên cái bản đa dạng hơn cho những phim trường khác. Kiểu như là mấy cái thiết kế mấy cái ngày xưa nhìn nó như là mình về được ngày xưa, nó thật là ngày xưa, rất là đẹp. Tụi con vô đây chụp hình để lưu lại ký ức năm 2023 với lại lưu lại kỷ niệm.
Càng đến gần thời điểm giao thoa giữa năm cũ với năm mới, không khí Tết càng thêm trang hoàng và rực rỡ. Không chỉ mang lại một không gian, một khung cảnh đặc sắc về mùa xuân, mà đây còn là những tín hiệu tích cực khả quan cho ngành du lịch của thành phố Cần Thơ trong năm mới Giáp Thìn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.